Nhân tiện đây ta nói với mọi người, nếu quý vị có bất kỳ công đức nào, làm bất cứ điều gì tốt, và nếu Di Vương hỏi quý vị, người muốn nhận phần thưởng cho những việc làm tốt trước hay là muốn bị trừng phạt vì tội lỗi của người trước, thì hãy nói xin nhận phần thưởng cho những việc làm tốt trước. Ít ra quý vị có thể lên thiên đàng và không bị trừng phạt ở dưới địa ngục. Rồi sau đó có thể ai biết được, nếu ở trên thiên đàng quý vị có thể gặp một số người bạn tâm linh khác, hoặc là có thể gặp vị minh sư nhân từ nào đó đang thuyết pháp ở đó vào lúc đó, thì có lẽ quý vị sẽ được thêm điểm. Điểm tâm linh thậm chí còn quý báu hơn điểm thế gian hoặc điểm từ thiện này. Rồi sau đó quý vị có thể đi lên, lên, cao, cao, cao hơn. Và bất cứ tội lỗi nào mà quý vị đã phạm phải, chúng sẽ đợi quý vị ở đâu đó, nhưng quý vị sẽ không quay lại, vì vậy quý vị được tự do. Dạ, như thế rất tốt ạ. Phải, luôn luôn. Nếu quý vị đã làm một số việc tốt, hãy ghi nhớ chúng. Không phải chúng ta muốn phần thưởng nào, nhưng ý tôi là bất cứ ai làm điều gì tốt, xin hãy ghi nhớ điều đó. Dù sao thì sổ sách ở địa ngục hoặc ở thiên đàng, bất cứ nơi nào đều sẽ ghi lại. Nhưng lỡ khi họ không đề cập đến, thì quý vị nói tôi đã làm một số việc tốt, tôi đã làm việc đó, đã làm việc này, xin xem xét để trao cho tôi phần thưởng cho việc đó trước. Thế thì quý vị sẽ được tự do hơn, ít ra là thoát khỏi địa ngục hoặc ít bị trừng phạt hơn. Dạ đúng, xin cảm ơn sư phụ.